ngày á, tạo thành một thói quen ấy ạ. Hiện tại đơn thì có những dấu hiệu nào? Cô nhắc lại nhé, nhắc lại nhanh để chúng ta cùng nhớ, hoặc là các bạn tất cả chúng ta cùng bật mic lên, chúng ta cùng nói với cô. Hiện tại đơn này, thứ nhất đó là từ every đúng không ạ? Every, thứ nhất cái từ này. Thứ hai là trạng từ tần suất. Trạng từ tần suất là những từ đó thể hiện cái mức độ sự vật hiện tượng hành động á, nó được lặp đi lặp lại có nhiều hay là không, và theo mức độ là always, đúng không ạ? Giảm dần từ always cho đến never cho cô đấy, trạng từ tần suất được ạ. Dấu hiệu thứ ba của hiện tại ấy đơn đó, đó là số lần thực hiện hành động, thường thấy là once, twice, three times, four times, một hai ba bốn năm lần đó, nhiều lần đấy chưa ạ. Dấu hiệu thứ tư đó là các buổi trong ngày, in the morning, the afternoon, in the evening, cũng đang nhắc lại hai cái gì này chúng ta tránh nhầm lẫn nhá. Dấu hiệu thứ còn dấu hiệu thứ năm không có đấy, nhưng mà cô mới cho các bạn bốn dấu hiệu đúng không ạ? Rồi vậy dừng lại là có every, trạng từ tần suất này, số lần này và các buổi trong ngày. Hiện tại tiếp diễn thì sao ạ? Tất cả những từ có nghĩa là ngay bây giờ. Và nhớ tiếp diễn là be verbing được chưa ạ? Ngay bây giờ thì bao gồm có now, right now, at the moment, at this moment, được chưa ạ? At this time, at present. Đó. Và những động từ có dấu chấm than bây giờ đi chữa bài. Ok. Trước giao nhiệm vụ rồi, về chỉ việc làm thôi. Đó, vậy thì hôm nay thì cô sẽ đi chữa bài chúng ta một chút cho các bạn nhớ lại. Được. Đây, hôm trước mình chữa đến câu 1 đến câu 10 rồi đúng không? Đấy. Rồi mình sẽ nhìn cho cô từ câu chữa nhanh nhá. Chữa nhanh từ câu 10 cho đến hết xem nào, chỗ này là có 32 câu tất cả. Bán đồ. Okay. Bây giờ bạn nào cô gọi thì chúng ta bật mic lên và chúng ta làm việc nhanh chóng và nghiêm túc ạ. Từ câu 10 luôn. Thực ra thì câu 10 đã để sẵn vị trí trống ở đây rồi. Được chưa ạ? Nó là câu hỏi. Bình thường là không có sẵn cái chỗ vị trí này đâu. Đó, và chúng ta là hay bị mắc bẫy cái chỗ này. Nhưng mà các cô vì các bạn mới học á, cô để cho chúng ta thế này cũng dễ dễ nhớ, được chưa ạ? 10. Thùy Dương. Hello Thùy Dương. Câu 10 thứ nhất cho cô đây, thì gì trước đã? Và sau đó là cho đáp án luôn. Hoặc có thể đọc đáp án và cho cô thì sau cũng được. Trang số 61 các bạn ơi. 61. Thùy Dương number 10. Cách thêm đây các bạn cũng phải nhớ nhé, có những cái cách nóng cho cô đã cho mấy cách ạ. Thế Thùy Dương có động từ play và có at the moment, đây là thì gì các bạn? At the moment là thì gì ạ? At the moment. Hiện tại tiếp diễn. hiện tại tiếp diễn. Vậy thì câu hỏi đảo cái gì lên nhở? Thì cái chỗ này nó là cái gì em? Nó thêm người ngồi mãi không ra, thế cái ishi làm sao? Be verbing muốn làm cái gì thì làm, phải nhớ be Playing. verbing. Ishi playing. Cô không cần biết các bạn làm cái gì, nhớ là be verbing cho cô. Hiện tại tiếp diễn. Câu 11 Duy Mạnh. Duy Mạnh ạ. À? Em cô mạnh câu hỏi phần này các bạn đã làm bài tập gửi cho thầy giáo chưa ạ? Phần bài tập các bạn đã làm gửi cho thầy Lâm chưa ạ? Rồi sau giờ cô sẽ nhắc chúng ta cái phần làm việc nghiêm túc liên hệ với thầy Lâm và sao ạ, kết bạn với thầy Lâm nhá, không có chuyện là làm thì làm mà không làm thì thôi, như hôm nay được đâu ạ. Đây. Duy Mạnh câu số 11 nghe nhé. Em mạnh. Câu hỏi bạn Duy Mạnh at the moment là thì gì trước đã? Hiện tại tiếp diễn ạ. Hiện tại tiếp diễn công thức của nó là gì?
Nào thì bây giờ hiện tại tiếp diễn công thức của nó là gì thì mới làm được, chứ không biết công thức thì các bạn làm kiểu gì? Các bạn không phải thể không thể tự các bạn nghĩ ra công thức được, đấy là cái điều không thể, vì đây chúng ta đang học ngôn ngữ các bạn ơi. À, và lớp 6 này thì lại đi sâu vào ngữ pháp hơn một chút, nó phải liên quan đến ngữ pháp, nó không còn như là hồi tiểu học các bạn chỉ cần đáp ứng cái yêu cầu từ vựng là làm quen đúng không ạ? Nhưng đối với ngữ pháp lớp 6, lớp lên từ cấp 2 trở đi bắt đầu đi vào chuyên sâu, các bạn sẽ phải làm quen với ngữ pháp như thế này. Mình không không còn có nhiều thời gian để cho các bạn đi từng chủ đề với từng cái mảng nhỏ như là ở tiểu học được, học làm quen thôi. Nhưng đến cấp 2 này đi vào sâu vào ngữ pháp rồi với không thuộc công thức và không thuộc cái dấu hiệu thì làm sao làm được đây ạ? À, hiện tại tiếp diễn cô sẽ dừng lại ở cái góc bên này để các bạn nhìn. Bây giờ hỏi đến công thức không thuộc thì không làm được bài là chính xác rồi ạ. Không ai mà không học môn mà tự nhiên làm được là công thức. Tất cả là công thức cơ bản của tiếp diễn, các bạn phải nhớ be cộng verb cho cô. Được chưa ạ? To be ở đây gồm ba dạng am, is, are, ngày nào cũng để cô nhắc lại am, is, are, mà cô nói đến mỏi mồm mà am, is, are rồi mà vẫn cứ như vậy. Vậy thì be cộng verb thì nó sẽ có am, is hoặc là are, chọn một trong ba cái động từ to be này được chưa ạ? Và động từ để đuôi ing, đây là câu khẳng định. Câu phủ định mà có từ không á thì các bạn nhớ thêm not vào sau to be. Đó. Hoặc là aren't. Và nhớ động từ vẫn để đuôi ing. Câu nghi vấn thì các bạn đảo to be lên trước chủ ngữ, bạn nhớ hơi quên, lên trước chủ ngữ và vẫn để đuôi ing. Vậy to be ở đây có thể là gì ạ? Am, is hoặc là đấy công thức đấy. Vậy thì bạn Mạnh nhìn xem câu 11 ấy, nó là câu khẳng định, phủ định hay là nghi vấn bạn Mạnh ơi? Cô đây là cô khẳng định Nhìn lại cho cô xem nó là câu khẳng định, phủ định hay nghi vấn. à, phủ định. Chắc khẳng định chưa? Cô hỏi em đã chắc khẳng định chưa? Chắc vậy. Em có nhìn thấy từ... Thôi để cô share cái màn hình để cho em nhìn. Bao giờ các bạn nhìn ra bằng ra thấy vấn đề thì thôi. Em có nhìn thấy từ not ở đây không Mạnh? Từ not có nghĩa là gì ạ? Bây giờ cô hỏi em từ not có nghĩa là gì? Các bạn có biết từ not có nghĩa là gì không ở cả lớp mình? Cô hỏi cả lớp có biết từ not là gì không ạ? Lớp có vài bạn thôi, tất cả bật mic hết lên, không ai tắt mic cả. Nó là không. Thế nó là không, thì tại sao mà cô gọi đến 3 lần bây giờ mới bật mic lên là nó có nghĩa là không? Nó có nghĩa là không, vậy nó là câu phủ định rồi, bạn Mạnh có nhìn thấy không ạ? Được. Cô hỏi Mạnh có nhìn thấy từ not là từ không không em? Có. Bây giờ em áp dụng một công thức cho cô, cái nhiệm vụ của em là em học thuộc công thức trước đã. Đây ạ. Em nhìn vào câu phủ định này cho cô này. Đây. Công thức đây. Vậy bây giờ chủ ngữ là Mạnh, đúng không ạ? Và trong cái động từ trong ngoặc là cái từ not play như thế này. Vậy to be ở đây em sẽ chọn là am not isn't hay là aren't. Isn't ạ. Isn't và động từ để đuôi ing em sẽ làm thế nào? Isn't playing soccer at the moment. Đấy. Vậy không phải là em không làm được mà là em chưa thuộc công thức. Em chưa chú ý từng chi tiết nhỏ. Mà không phải một mình bạn Mạnh mà là một số bạn, mà đa số là lớp mình như vậy. Đó. Có một số bạn thì tích cực hơn ở nhà, tích cực hơn ở nhà thì chắc hơn một chút, còn lại vẫn đang mơ hồ và đang gặp tình trạng tương tự như của Mạnh, chưa thuộc công thức, chưa thuộc dấu hiệu. Thế chả lẽ bây giờ ngày nào cô cũng lại ghi lại hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn cho các bạn. Thực ra thì kiến thức của lớp 6 này nó cũng chỉ có mấy cái mảng này, nhưng mà nếu cái phần này các bạn không chắc nó lại nhảy sang lớp 4 này, bài 4 này lại câu so sánh rồi, so sánh rồi. Nếu không kỹ nó lại còn rối tung hết cả lên, nó không làm được một cái câu gì luôn. Tôi quay lại câu số 12 của chúng ta.
Vậy thì đáp án câu thứ 11 các bạn thấy chưa? Làm đúng từng bước một cho cô. Các bạn chưa làm được nhanh, đi từ từ thôi, không phải vội. Cô có bắt các bạn phải vội đâu, nhưng mà ít nhất các bạn phải thuộc công thức cho cô. Isn't playing. Mà riêng có cái giáo viên hỗ trợ mà các bạn không áp dụng, mà các bạn không không tận dụng ấy là các bạn thiệt đấy. Chưa, các bạn làm việc với thầy Lâm là chủ yếu chứ không phải làm việc với cô Loan đâu nhá. Cô Loan sẽ là người hướng dẫn các bạn kiến thức chính trong các giờ học, và các bạn sẽ phải chữa bài trao đổi với thầy Lâm. Ok. 12 ạ. Câu 12 Khánh Ngọc. Em thưa cô, câu 12 là câu 12 là Minsky playing. She's not in the moment. Playing chess, chơi cờ vua. At the moment là hiện tại, tiếp diễn nữa chưa? Và chủ ngữ là Minh thì các bạn nhớ để is playing. Đồng ý. Câu số 13. Câu số 13. Khánh Linh. Có từ nào đây ạ? Các bạn phải nhìn dấu hiệu đầu tiên cho cô. Sau đó là Cô là is và student. câu đi em. Is she studying Study nữa hả? Study. now? Is she study? Thế còn đôi in của cô đâu mất rồi? Studying. Ok, bây giờ vào làm đi. Bảo làm sao em làm có to be mà em vẫn mất điểm, vì em mất cái đôi in. Nó phải đi đồng thời là to be cộng verb, mà đây là to be đây rồi thì nó phải đảm bảo là verb nữa ạ. Nhớ hiện tại tiếp diễn cho cô. 14. Các bạn thấy là cứ làm đi. Thảo Ngọc 14 ạ. Làm thật nhiều kiểu gì nó cũng nhớ. Được chưa ạ? Thôi nhiều bài tập là để cho luyện cho nhớ, chứ không phải là để cho các bạn có phải là để chúng ta chơi đâu, để cho chúng ta quên đâu ạ. 14. Thảo Ngọc. Hi. Bạn bạn khá mảnh là cái bạn nào đổi lại tên cho cô nào? Duy Mạnh à? Không phải. Đổi lại tên đi em. Câu có phải bạn bạn Vũ Dũng không em? Câu thứ 14. Bạn Thảo Ngọc có nghe cô gọi không ạ? Hôm nay thì An chắc bận không vào lớp được. Thùy Dương 14. Cô 14 là 14 là gì em? Câu 14 có mỗi động từ to be thôi, be not. Be not thì thêm not vào sau be thôi, nó không có hành động em. Nghĩa là sao nhỉ? He isn't. Nó không có hành động, tức là đây là các bạn nhìn là not be hoặc là be not đều được nhá, tức là câu này là câu phủ định đó, và nó không có verb thì mình đơn giản là chỉ được thêm not và sau to be như thế này thôi. Nhắc lại cái kiến thức động từ to be của thì hiện tại đơn này, em is are, kể cả hiện tại tiếp diễn mà nó có be not thế này ạ. Vì sao không có đuôi in ở đây? Vì các bạn thấy là động từ trong câu này họ dùng động từ to be là động từ chính, không có hành động trong câu này, được chưa ạ? Nên là không thể có verb in ở đây được. Giải thích như vậy đã ổn chưa các bạn? Câu thứ 15. What? 15. Thảo Hương. Để sẵn vị trí cho Điền rồi. Em thưa cô là what is reading at the What is Hạnh reading at the moment? 16. Đỗ Minh. 16 Đỗ Minh ạ. Bạn có at the moment cho các bạn nhìn thấy dấu hiệu của thì gì nào? Đỗ Minh. They. They thì to be là gì nhỉ? They are. Động từ thêm being thì em để thế nào em? They are. Trồng cây á. Em đưa in vào planting. They are planting. 17.
Câu thứ 17. Thì Dương, Mrs. Green always about to work, but now he... but now she nhé, bởi vì Mrs. là bà, không thể là ông ấy được. Okay. Mrs. Green always. Thì Dương ạ, thứ nhất câu 17 này có hai câu. Số 17 này có hai câu. Thì hai câu chấm các bạn nhìn thấy này. Vậy câu 1 các bạn cho cô biết nó ở thì gì? Câu 1. Thì Dương, thấy dấu hiệu của thì gì không em? Always. Always nó là thì gì? Hiện tại đơn. Vậy thì một người có chia động từ không em? Một người có. Mắc có thì là thế nào? Mrs. Green always. Thông thường mình chỉ phải thêm cái gì vào nhỉ? Thế đọc đáp án lên thì cứ để cô hỏi từng cái chi tiết một thêm. Mrs. Green always takes a butcher's work, but now. Chữ now to đùng này làm tiếp đoạn sau cho cô. She dropping. She. Cái từ này không biết đọc. Drive là lái xe đấy em. Ô thôi cái từ này em driving. To be đâu? She is driving. Okay, she is driving. Hiện tại tiếp diễn. Làm từng bước một. Câu số 18 có động từ và dấu chấm than ạ. Khánh Ngọc. The ball. Câu 18 là lúc the ball is tucked is falling down. Is falling, nhìn kìa quả bóng nó đang rơi xuống, chính xác rồi đó. Hiện tại tiếp diễn to be driving, đồng ý. Câu thứ 19 ạ. Duy Mạnh. She. Duy Mạnh. Dạ. Câu 19, she. Này cô ạ. She isn't listening to the radio now. Đúng rồi, đã rút kinh nghiệm. Câu phủ định đúng không ạ? Có not là câu phủ định. Và có now là ngay bây giờ, hiện tại, tiếp diễn. She isn't listening to the radio now. That 20. Thảo Ngọc 20. Phần này đều cho hiện tại tiếp diễn để cho các bạn làm quen công thức ấy mà. 20 Thảo Ngọc ạ. He playing football. Đọc chậm cho họ. Đọc chậm lại. He. He playing. Chữ B đâu em? Hỏi chữ B của em đâu? He is playing football tennis at the moment. Rồi, 21. Khánh Linh. Khánh Linh ạ. Mơ và Nguyễn singing the same song now. Mơ and Nguyễn are singing the same song now. Hai bạn này, nhiều người từ hai trở lên, chắc are singing the same song now. Hai bạn đang hát cùng một bài hát ngay bây giờ. Thưa chị, at the moment, đang làm đến đâu cô lại gạch chân dấu hiệu cho các bạn nhìn đấy ạ. Hạnh. Ok. Thùy Dương. Hạnh. Isn't reading. Câu phủ định chính xác. Isn't reading. 23, 23. Khánh Ngọc, what? What? What do you listening on the radio now? To be, câu hỏi em đảo cho chủ ngữ you to be là gì? What are you listening? Nhớ là câu hỏi đảo to be lên trước chủ ngữ. 24, dấu hiệu đây ạ. Thảo Hương,
Listen someone crying, cry, khóc. And the poem. Listen. Listen, hiện tại tiếp diễn rồi nhá. Động từ vào chấm than đi các bạn. Someone is crying. Okay, vì sao em không dùng là are crying mà em dùng là is crying? Đáp án chính xác. Lý do vì sao không chia là are mà phải chia to be là is. Someone. Em thưa cô là có yes ạ. Rồi, lý giải như vậy có vẻ cũng hợp lý. À, có vẻ cũng ổn, đúng không ạ? Thầy em thấy nó không có S, em cho nó là số ít. Nhưng thực ra thì đây là một bảng ngữ pháp gọi là someone, someone, somebody, something. No one, nobody, nothing. Everyone, everybody, everything. Anyone, anybody, anything. 12 từ gọi là đại từ bất định. Thì đối với 12 đại từ bất định này thì chia chủ ngữ giống như ngôi ba số ít giống như ngôi he, she, it. Hoặc là các bạn có thể nói là em không thấy có S, em chia là số ít cũng được. Rồi, đã chấp nhận. Ok, sau này khi mà cái lượng từ đủ đủ để hiểu và cái ngữ pháp đủ ổn thì cô sẽ giải thích thêm cái phần này cho các bạn. Bởi vì các bạn có biết đây là someone, ai đó, một ai đó, người nào đó is crying. Nghe, hãy lắng nghe đi, có ai đó đang khóc được. Ok, 25. At the moment. Gì vậy? 25. Gì vậy? Hello, Mạnh, are you there? Cô I am reading an interesting novel at the moment. Okay, I am reading an interesting novel at the moment. Bây giờ tớ đang đọc một cuốn tiểu thuyết novel rất là thú vị. That I am reading. Đồng ý. 26 day. 26. Thánh Ngọc. They are playing soccer at the moment. Thánh Ngọc nhìn xem theo cô câu này khẳng định, phủ định hay nghi vấn đây. Có dấu gì ở cuối câu nhỉ? Câu nghi vấn. Không thể đảo cái gì lên trước chủ ngữ. Đảo cái gì lên? Đảo to be lên trước chủ ngữ. Nhớ là câu nghi vấn đảo to be lên trước chủ ngữ trong câu hiện tại tiếp diễn. Đấy, vậy có vị trí có cách, có vị trí có không cách để xem chúng ta có chú ý không. Câu 27 cô lại cách cho các bạn đấy. Được. Và chúng ta khi mà cách thì chúng ta sẽ dễ nhận thấy, còn không cách thì chúng ta lại quên mất. Thấy 27. Thảo Ngọc. Hello Thảo Ngọc. Is listening. Okay, is she listening? Các bạn thấy là cô cũng hạn chế cho nhiều động từ lạ vào đây. Các bạn thấy là quanh đi quẩn lại có mấy cái động từ hay gặp, listen này, play này, rồi thì read này, rồi thì do này. Đó, những cái động từ mà chúng ta hay làm, hay gặp thôi, cũng có rất nhiều cái vào lạ các bạn đâu. 28. Thanh and Hùng. At the moment. Thì Dương. Thân chị ấy, Thùy Dương. Are reading. Chính xác, hiện tại tiếp diễn. Cố làm đúng cấp thước. 29. Duy Mạnh. Mai and Hằng. The game at the moment. 29. Hello Duy Mạnh. What's your answer? My and Hang are playing the game at the moment. Từ gì đây Duy Mạnh? Not. Vậy đó là câu phủ định. Thêm not vào đâu? Đó là câu phủ định. Vậy mình sẽ thêm not vào đâu? My and Hang
Isn't playing the game at the moment. Mấy người, hai người thì dùng to be là người. Are not, aren't, đúng chưa? Bây giờ cứ câu phủ định cô để gọi bạn Mạnh cho bằng nhớ thì thôi. Từ bây giờ bạn Mạnh toàn làm câu phủ định hết. My em thằng từ hai người trở lên to be là are thêm not vào chưa? Aren't playing. 30. What? Đặng Vũ Dũng, 30. What are you doing now? Again? What does he doing now? Có cấu trúc đây nữa à Vũ Dũng? Now là hiện tại tiếp diễn. Rồi cô lại share lại cái công thức cho các bạn nhìn. Lớp này gặp rắc rối ở công thức không thuộc, không học. Đây ạ. Bạn Vũ Dũng có nhìn thấy công thức của hiện tại tiếp diễn không ấy? Be verbing thì em lấy đâu ra do với does ở hiện tại tiếp diễn thế đậu Vũ Dũng. Do và does chỉ xuất hiện trong câu phủ định và câu nghi vấn của thì hiện tại đơn thôi. Được chưa? Còn hiện tại tiếp diễn lấy đâu ra do với does nữa? Ôi đã có doing thì tòi đâu ra được do với does nữa hả Vũ Dũng? Vậy câu đấy phải làm thế nào? Câu nghi vấn đảo to be lên trước chủ ngữ và động từ để đối ứng vẫn là be cộng verbing, be verbing. Rồi ngày nào cũng phải hỏi công thức thì các bạn nhớ vậy. Rồi Đặng Vũ Dũng làm lại câu đó cho cô. Các bạn thấy chưa? Lẫn thì rồi đấy, mới có hai thì đã lẫn. What is she doing now? What is she doing now? Cô nhắc nhở chúng ta một chút. Đó là mới có hai thì mà các bạn đã lẫn thì các bạn đừng nghĩ là tổng là 12 thì tất cả nhé. Nếu các bạn đấy là lý do vì sao mà ngày nào cô luôn không phải hỏi là công thức là cái gì và dấu hiệu là cái gì để cho các bạn không lẫn đấy. Đến lúc các bạn học cả 12 thì là các bạn lẫn hết vào với nhau giống như là một cái nồi cháo luôn á. Ok, 31, 31 nào. He. Thì Dương, 31. Ok, câu khẳng định. He is listening. Đồng ý. Listening. 32. Câu hỏi và để sẵn vị trí đây rồi ạ. Khánh Linh. Hôm nay chữ bài tập nhé. Khánh Linh, 32. Me and Thanh, hai người. Now me and Thanh. Khánh Linh. Câu hỏi bạn Khánh Linh đây là câu gì ạ? Câu nghi vấn ạ. Nghi vấn đảo cái gì lên? Đảo to be lên trước chủ ngữ. Vậy thì me và Thanh hai người to be nó là cái gì? Là mà cứ ấp áp úng. Are me and Thanh talking on the telephone now. Ok, đấy các bạn thấy là toàn bộ bài tập. Cô biết vì sao tuần này các bạn làm sai nhiều rồi. Đó. Các bạn làm sai nhiều bởi vì là các bạn mới có thầy Lâm phản ánh là mới có 3 bạn kết bạn với thầy giáo. Còn lại là không thấy bạn nào hết cả. Vậy sau giờ học cô đề nghị chúng ta em kết bạn luôn. Cô không nói bạn. Chưa. Ok. Bài thứ 2. Cô xem các bạn đang làm ở, đang ở cái mức độ nào rồi. Cô nhìn bài 2 cho cô. À, bài này chọn đáp án điền vào. Các bạn sẽ chọn đáp án ở trong khung. Các đáp án ở trong khung. Các từ trong khung điền vào chỗ trống này. Tất cả lớp cùng bật cam lên. À, cùng bật mic lên và làm cho cô. Cùng làm cho cô không gọi từng bạn một nữa. Rất là mất thời gian. Đấy. My. Điền thứ nhất là am, is, are, do, does, have. Do, does. Được chưa ạ? Đây là trợ động từ của động từ thường trong trong gì ạ? Trong thì hiện tại đơn. Ok. Còn am, is, are là động từ to be rồi. Có thể dùng với hiện tại đơn hoặc là hiện tại tiếp diễn. Have. Động từ thường. Ok.
One, Mai. Mai là bạn thân của, bạn thân nhất của Thanh. Vậy thì động từ to be á, am, is, are nó nghĩa là thì, là, ở, nó có ba nghĩa. Được chưa? Mai. Is. Is. Number two, where? Are. Do. Bạn nào điền điền are? Thứ nhất các bạn nhìn thấy từ go này có đuôi ing không? Không. Không, vậy thì đây là động từ thường của thì hiện tại đơn rồi. Are you with them? Mượn trợ động từ là do. Where do you go shopping? Nhìn chú ý kỹ, đây là động từ chính của câu này. Nếu là tiếp diễn các bạn ơi, thì phải có đuôi ing. Be verbing, nhớ chưa? Còn nếu không có đuôi ing thì không phải là tiếp diễn đâu. Number three, what? What the? What does vì thì sao ạ? Mình thấy này, có often hiện tại đơn và do ở nguyên thể đây này, verb bear không có đuôi ing hiện tại đơn. Xác. Number four, Miss Chang is là giáo viên yêu thích của chúng tôi. Xác. Number five. Wait for me. Number five. Okay. You thirsty? Bạn có khát không? Thirsty là một tính từ. Are you thirsty? Next, how? Do. How do you go to school? Chính xác, đi học bằng phương tiện gì? Seven, we. Có going nó nhìn thấy không? Vậy đây là hiện tại tiếp diễn rồi. We are going. Chính xác, they often. Do. English lesson on Monday and Thursday. Have. Họ thường học môn tiếng Anh vào thứ hai và thứ năm. Vậy thì nếu là do là thường làm mà không có do English, không có cấu trúc này, không có công thức này, được chưa? Vậy chúng ta phải dùng có một từ đó là have. Nine. Your brother like pop music. Does. Your brother một người. Do. Một người để do được thế? Tên riêng của một người này, một người này, he, she này, đúng không ạ? Số ít thì phải mượn trợ động từ là does, do chỉ có are you with they thôi. Đó. Are you with they thì mới dùng trợ động từ là do được chứ. Can, làm. Is, làm. Is watching. Hiện tại tiếp diễn được chưa? Lan is watching. Tắt. Ok, bài 3. Người ta bảo là chia dạng đúng của động từ trong ngoặc nhá. Không có nói là hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn, nên là các bạn phải nhìn cho cô xem nó là hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn. Câu thứ nhất thì gì ạ? Thì hiện tại đơn. Dấu hiệu nào là cái gì? Every. Câu thứ hai có từ gì ạ? Now. Đây là từ gì? Hiện tại tiếp diễn. Cô bôi hai màu khác nhau cho các bạn phân biệt được hai thì đấy. Động từ có dấu chấm than là thì? Thì tiếp diễn. Thì tiếp diễn đúng không ạ? Tiếp. Cái này like thì động từ hiện tại sẵn đi rồi. Đúng không nhỉ? Động từ này hiện tại rồi. Câu này thì hiện tại đơn rồi. Đấy. Câu thứ 5, at break time. Cái này có dấu hiệu gì không? Không thấy thì tiếp diễn ở đây, không có now, right now, at the moment, at this time, đúng không ạ? Mà là vào giờ ra chơi, và đây là một cái thời gian biểu hàng ngày và hiện tại đơn. Không thấy dấu hiệu của tiếp diễn, các bạn mới học có 2 thì thôi, thì suy ra cái này là hiện tại đơn. Câu thứ 6. Câu thứ 6, riêng có động từ like này không bao giờ được phép dùng một thì tiếp diễn, đấy là cái điều các bạn cần nhớ cho cô. Nhóm động từ thuộc nhóm yêu, ghét, ấy, thích hay không thích, ấy. Like, thích, không thích, được chưa ạ? Không được dùng một thì tiếp diễn, vậy thì cứ thấy động từ like ở hiện tại đơn cho cô. Bây giờ câu 1. He. Hiện tại đơn có phải chia động từ không ạ? Đối với nhóm he, she, it. Có chia động từ không? Có. Vậy làm thế nào? He drives. Có thì thêm s vào. Chỉ có những trường hợp là gì ạ? Ông sao xuống sông hơn chiếc rất thì thêm es thôi, còn lại thì thêm s tất. Ok. Hoặc những động từ kết thúc bằng y dài á, trước y dài là phụ âm chuyển y dài ngắn thêm es đúng không? Câu thứ hai, she. Hiện tại tiếp diễn các bạn ơi, she. Có ai làm được câu này không? Đặng Vũ Dũng, Thiểu.
Yes. Number two, what's your answer? She is learning English now. Okay, got it now. She is learning. Number three, be quiet. We. Hang up. We. Are studying. Okay, hiện tại tiếp diễn chính xác. Number four. Lưu ý cho cô, các bạn cần nhớ cái công thức này. Tất cả sau từ like, động từ để đuôi ing tắt cho cô, được chưa ạ? Cho cô một chút. Đó, chúng ta sẽ chú ý cho cô cái chỗ này. Cô sẽ viết lên bảng để các bạn nhìn này. Tất cả động từ sau cái từ like các bạn để đuôi ing cho cô. Ý nhá. Nếu có cái động từ like là một này, hoặc động từ go là hai này, các bạn phía sau nó là một động từ chúng ta để đuôi ing tất cho cô luôn. Ok. Được chưa ạ? Ví dụ cô sẽ lấy ví dụ chúng ta nhìn này. I like cooking. Tôi thích nấu ăn này, được chưa ạ? Không thích nấu ăn thì sao ạ? Tôi thích đọc sách. I like reading books. Đó. Tiếp, I like playing chess. Tôi thích chơi cờ. Đó. Được chưa ạ? Hoặc là go chẳng hạn. She goes swimming. Tôi đi bơi đã, cô ấy đi bơi đấy các bạn. She goes fishing. Không thích dùng she goes thì dùng I go cũng được, nghe chưa? Nhớ là ngôi he she it thì chia động từ. Vậy thì nhớ là sau like và sau go, thích và đi để động từ đuôi ing cho cô. Vậy thì tôi quay lại cái bài tập ngày hôm nay. Thì mình thấy có, nó sẽ ví dụ nhanh. Chúng ta thấy có cái từ I like đó, like. Thì cái động từ phía sau like các bạn để đuôi ing cho cô. Phần này nhá, khi có thời gian thì cô sẽ bổ sung thêm một số cấu trúc cho các bạn. Bây giờ các bạn có nắm chắc hai thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn cho cô đã, để đảm bảo cái chương trình để chúng ta làm thế nào đó thì vẫn phải đảm bảo cái kiến thức để chúng ta có thể làm bài tốt và thi tốt. Ok, I like like go very like go very. Bây giờ cô muốn nói là tớ thích uống nước cam, mình sẽ nói thế nào các bạn nhỉ? I like, tớ thích uống nước cam ạ. Có ai biết tớ thích uống nước cam sẽ nói thế nào không các bạn ơi? I like drinking orange. I like drinking orange juice. Ok, tớ thích đạp xe. I like cycling. I like riding my bike. Được, I like riding a bike. I like cycling. Đạp xe. Tớ thích vẽ tranh. I like. Tớ thích vẽ tranh mình nói thế nào nhỉ? I like drawing pictures. I like painting. Đồng ý. Tớ thích giúp đỡ mẹ. I like helping mom. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ quay vào cái phần bài tập đang chữa. Đấy ạ, các bạn thấy có thấy từ like không ạ? They like. Vậy thì động từ spend này các bạn cũng để đuôi ing cho cô. Spend là dành thời gian làm gì? Họ thích dành thời gian, đúng không ạ? Dành cái kỳ nghỉ, cái thời gian kỳ nghỉ ở trên bãi biển. Đấy. Đi nghỉ ở bãi biển. Five, at break time. Đây là hiện tại đơn ạ. I, you, we, they. Câu khẳng định có chia động từ không các bạn ơi? Có chia động từ không ạ?
Không, bọn mình sẽ để nguyên thể I go to the library and phải làm gì nhỉ? Go để nguyên thể rồi thì suy ra là read cũng phải để nguyên thể vì nó cùng một chủ ngữ đó là I, được chưa? At break time, I go to the library and read some books. Number six. Câu 6 là câu gì các bạn? Cô hỏi cả lớp câu 6 là câu gì? Khẳng định, phủ định hay nghi vấn? Có ai biết câu 6 là câu gì không? Nghi vấn. À, câu nghi vấn, vậy thì cô nói rồi, động từ like không dùng với thì tiếp diễn, tức là be cộng verbing loại ngay. Nó, vậy thì nó còn mỗi hiện tại đơn thôi. You, trợ động từ là gì ạ? Trợ động từ là gì? Do you like? Do you like this film? Yes, I do. No, I don't. Do you like this film? Okay. Rồi, còn cái bài 4 này các bạn nếu mà chưa hoàn thành phải hoàn thành cho thầy Lâm và người lại sau. Cô sẽ vào phần review một chút. Các bạn thấy là chúng ta đây này, còn cái phần phát âm đuôi S mà cô còn chưa có thời gian để dạy cho chúng ta, để hướng dẫn chúng ta cái phần phát âm đuôi S đây này các bạn này. Bởi vì là chúng ta mất rất nhiều thời gian ở cái phần chữa bài ngữ pháp luôn ấy, làm bài vẫn cứ lơ mơ chưa được rõ ràng lắm đâu. Review phát âm đuôi S và đuôi ED thì phần này là cũng sẽ có trong đề thi đấy các bạn, để cô xem có cần bài tập pháp đề thi ở trung tâm đề thi ở trường các bạn ấy. Trung tâm thì nói làm gì, trung tâm thì các bạn cứ làm hết cái này các bạn cũng ốm người rồi. Đây này, dạng bài điền từ và mà chúng ta từ vựng yếu quá các bạn ạ, từ vựng của lớp mình đuối quá. Đây, các bạn nhìn vào bài thứ 6 chứ cô, trang thứ 66 á. Còn nếu mà kia các bạn về nhà tự làm, cô sẽ chữa, thầy giáo sẽ chữa cho các bạn sau. Bây giờ cô giải thích các bạn cũng, nếu các bạn từ vựng không có các bạn cũng chẳng hiểu cái gì, rất là mất thời gian. Cô tập trung một ngữ pháp cho các bạn chắc lại trước đã. Câu thứ 6 người ta bảo là chia hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn, được chưa ạ? Vậy các bạn nhìn xem dấu hiệu của thì nào chúng ta chia làm bài cho hợp lý. Cái sit down. Câu 1 thấy dấu hiệu gì nhỉ? Tất cả lớp biết câu 1 là thì gì ạ? Thì động từ có dấu chấm than ở sau thì là tiếp diễn. Câu 2 có dấu hiệu gì không? Có trạng từ tần suất hiện tại đơn. Câu thứ 3 thì sao? Tác giả mong mình hiện tại tiếp diễn. Rồi các bạn cứ đọc theo dấu hiệu. Câu thứ 4, câu thứ 4 ạ, hiện tại tiếp diễn. Look, động từ có dấu chấm than. Câu thứ 5, hiện tại tiếp diễn. Câu thứ 6, đơn. Trạng tần suất always, chính xác. Câu thứ 7, câu thứ 7 ạ. Câu này không có dấu hiệu gì đúng không? What you do in the kitchen? Vậy câu này dịch văn cảnh nó lên bạn đang làm gì ở trong bếp thế? Vậy thì nên chia để tiếp diễn được câu này nhá. Câu thứ 8 thì sao ạ? Bạn Dung đã nhận biết dấu hiệu khá là chính xác rồi đấy. Đấy, chúng ta cùng làm từ câu 1 đến câu 8. A strange dog. Hiện tại tiếp diễn rồi. Đặng Vũ Dũng. Đặng Vũ Dũng ạ. Bên ngoài đang có cái loa hơi ầm một chút, chúng ta cố gắng lắng nghe nhé. Yes. Number 1, sit down, a strange dog. A strange dog run. Strange dog sit down có dấu chấm than là thì gì em? Là thì hiện tại tiếp diễn ạ.
Tất cả những cái dấu hiệu màu đỏ là hiện tại tiếp tục diễn em. Còn dấu hiệu màu xanh có bôi các bạn là hiện tại đơn đấy ạ. Hiện tại tiếp diễn be verbing làm thế nào? A strange dog. Running to you. Running to. Nếu mà thế này thì lấy đâu ra điểm em? Vừa mới dứt lời là be cộng verbing thì be của người ta đâu mất rồi. To be đâu? Strange dog is running to you. Thế bảo sao em có verbing mà em vẫn bị sai rồi em cho to be. Đó. Is running. Run nếu nhân đôi cái phụ âm cuối lên vì một âm tiết và có một nguyên âm này. Một nguyên âm nằm giữa hai phụ âm này. Nhân đôi phụ âm cuối lên nhá. Những cái quy tắc này bắt buộc học thuộc. My mom often thế mạnh. My mom often meat from the butchers. Butchers là người bán thịt các bạn. Butchers. Thế mạnh, number two. My mom. My mom often. Often. Câu này hiện tại đơn rồi, có mấy người mẹ em? Một ạ. Một người có chia động từ không? Không ạ. Sao một người sẽ lại không chia động từ? Có. He và she, cô ấy và anh ấy là một người đấy thì phải phải làm cái gì? Nice. Vâng. Đấy. Đây là câu khẳng định, câu khẳng định, câu khẳng định. À câu sau, câu 3 là câu phủ định, có từ not đây này. Đó. Nhưng mà câu 3 lại hiện tại tiếp diễn cơ, không phải hiện tại đơn. My brothers. Thảo Hương. Thảo Hương ạ. Em thưa cô là my brothers isn't arson. Có arson nữa hả Thảo Hương? And coffee. Drinking. Hiện tại thực diễn at the moment. Exact. Đổi vị trí các bạn sẽ công trình lại. Đó. Các bạn thấy này. My brothers, lúc đầu bạn ấy không để ý chỗ này. Trên là isn't. Nhưng mà bạn đã kịp nhận ra my brothers có S tức là nhiều. Chứ ạ. Những người anh trai hoặc những người em trai của tôi đang không uống cà phê ngay bây giờ. Bây giờ đang uống cà phê. Đó, vậy thì chú ý chủ ngữ số nhiều hay số ít nha. Number 4. Look. Lại để tiếp diễn. Those people. À, một cái điều nữa có quên mất hôm trước cho các bạn cái đoạn danh từ đặc biệt đây này. People cũng là danh từ số nhiều nhá. A person. Một người đấy ạ. Để cô share cái này cho các bạn nhìn. Đó. Chúng ta nhớ cho cô là một người là a person. Nhưng mà nhiều người là people nhá. Một người mà nhiều người là people. Vậy bản thân từ people này này là gì ạ? Là danh từ số nhiều. Nhiều người, mọi người, con người, được chưa ạ? Mặc dù nó không có S ở cuối á, nhưng nó vẫn là danh từ số nhiều. Các bạn bổ sung vào cái phần danh từ đặc biệt cho cô. A person và people. Ok. Nhớ là people là danh từ số nhiều. Đó. Chúng ta sẽ nhìn vào câu thứ câu thứ 5 đúng không ạ? Câu thứ tư, look, hiện tại tiếp diễn, động từ có dấu chấm than đây ạ. Those people, thì dừng. Look, those people, thì dừng. Sorry. Bây giờ bật mic lên thì cứ nói bao giờ xong thì thôi mới tắt mic đi. Nhưng vừa bật lại tắt thì luôn kịp nghe cái gì thì dư rồi. Those people. Hiện tại tiếp diễn rồi. Be cộng varying. Vậy people to be nó là gì? To be của nó là cái gì trước đã chứ? Nhiều người đấy em ơi. Vừa mới nói people anh từ số nhiều nó chưa kịp xử lý thông tin hay sao ạ? Are climbing. Đang nhìn kìa, những cái người kia đang leo núi rất là nhanh. Nhanh quá, so fast. Look, hiện tại tiếp diễn. Those people are climbing. Five, that girl.
Diệp ơi, that girl. Con cô là that girl. Cry, cries, rowdy, rowdy. Nào, nào, Duy Mạnh, từ nào là dấu hiệu của thì gì trước đã chứ? Cô đã bảo màu đỏ là của hiện tại tiếp diễn rồi, chẳng nghe cô hướng dẫn gì. Đã bôi hai màu cho nhận biết rõ rồi, một chả nhìn cô gì thế là sư thị. Hiện tại tiếp diễn to be verb anh em ơi. That girl. That girl is crying loudly in the party now. À, that girl số ít. Đúng rồi, vì girl không có S ở phía sau that girl. Nên là that is crying. The students always. Đặng Vũ Dũng. Always, hiện tại đơn. I always read. Sáu em ơi. Cô bảo em nhìn một câu thứ sáu. The students. Where is colder is summer? Warm is am nào ở đây? Cái chỗ này có chia động từ không em? Câu hỏi là cái câu này có chia động từ không? Không ạ. Vì sao không chia? We still in học sinh, không biết học sinh nữ hay học sinh nam hay là ai ạ? Giải thích như thế thì ai giải thích được lằng nhằng thế? Students, được chưa? Những học sinh này, đây là số nhiều tương đương với ngôi they, I, you, we, they, không chia động từ ra biết nam với nữ cái gì ở đây. Em chỉ cần nhìn trong ngữ số nhiều hay số ít hay không đến được cho cô thôi. Không cần quan tâm là nam hay nữ được chưa? Bạn Đặng Dũng hiểu không? Đặng Dũng có hiểu cô nói gì không Dũng? Bạn Dũng ơi! Có ạ. Em chỉ cần quan tâm chủ ngữ số nhiều hay số ít hay là không đếm được thôi, còn không cần biết là nam với nữ gì ở đây hết. Vậy thì đây là hiện tại đơn đối với nhóm are you with they, danh từ số nhiều ạ, không chia động từ, thế thôi. Câu thứ 7 cô nói rồi, câu này thì nên chia ở hiện tại tiếp diễn ạ. Bạn đang làm gì trong nhà bếp vậy? Ok, bạn đang làm gì trong phòng bếp vậy? Câu này Thảo Hương, what? Seven, Thảo Hương. What are you doing in the kitchen? Nghi vấn đảo to be lên trước chủ ngữ. What are you doing in the kitchen? Đồng ý. Câu số 8 có dấu hiệu là never, trạng từ tần suất. Vậy đây là hiện tại đơn. Được chưa? I never, Thảo Ngọc. Are you with they? Câu khẳng định của hiện tại đơn có chia động từ không em? Không ạ. À, vậy để nguyên I never eat đấy. Lần sau cô hy vọng là tìm đến câu các bạn cho cô đáp án luôn, không cần phải cô hỏi là thì gì và có phải chưa động từ hay không nữa. Cô thấy cái miệng của cô nó sắp rời ra khỏi mặt luôn rồi đấy các bạn ạ. Cố gắng nhá, cố gắng là xem lại dấu hiệu, đừng bao giờ quên cái dấu hiệu và công thức chưa, bởi vì nó giúp chúng ta có một cái nền tảng sâu, muốn hiểu sâu, muốn nhớ được lâu thì phải nhớ được dấu hiệu và công thức. Đấy là cái điều đầu tiên.